Bản tin trưa gồm những sự kiện sau. Ukraine phát triển và sử dụng UAV linh hoạt trên chiến trường. Iran cảnh báo Nga về mối đe dọa an ninh trước vụ khủng bố. Nga có nguy cơ phụ thuộc vào đồng nhân dân tệ của Trung Quốc. Hoa Kỳ đang tích cực đẩy Nga ra khỏi thị trường dầu mỏ. Người Trung Quốc tìm cách xâm nhập căn cứ quân sự Hoa Kỳ đối thủ của ông Modi ở trong tù đến sát cuộc bầu cử ở Ấn Độ. Ông Trump được bảo lãnh tiền phạt 175 triệu đô la Mỹ. Israel bị cáo buộc tấn công lãnh sự quán Iran ở Syria. Tất cả đều có trong bản tin trưa nay. Y Ngọc xin kính chào quý vị đến với bản tin trưa của kênh Sống với Dạy Tinh Hoa thứ ba ngày 2 tháng 4. Ngay sau đây là những bản tin trong 24 giờ qua. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, Bộ trưởng Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine Mikhailo Fedorov trong một cuộc phỏng vấn với World đã cho biết, vào năm 2024, Ukraine đã cố gắng tăng sản lượng UAV tầm xa gấp 10 lần so với năm ngoái. Ông nói, hầu hết các UAV cảm tử tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga đều có tầm bay từ 700 đến 1.000 km, nhưng hiện nay chúng tôi đã có những mẫu có thể bay hơn 1.000 km. Bộ trưởng báo cáo rằng kết quả này phụ thuộc vào tiến độ phát triển UAV cảm tử tấn công. Ông Fedorov dự đoán rằng nguyên mẫu đầu tiên của UAV cảm tử với trí tuệ nhân tạo sản xuất một số lượng nhỏ có thể xuất hiện trên chiến trường vào cuối năm 2024. Tỷ lệ sử dụng các UAV cảm tử đã tăng vọt trong thời gian gần đây khi so với thời gian đầu của cuộc chiến tranh. Ukraine đang nắm ưu thế về sản xuất và sử dụng các loại UAV cảm tử và UAV trinh sát tấn công. Tuy nhiên, quan chức này cho biết hiện tại không thể nói ai là người chiến thắng trong cuộc chiến công nghệ. Ở một số lĩnh vực, chúng tôi đang thắng. Ở những lĩnh vực khác, người Nga đang vượt qua chúng tôi. Ông nhấn mạnh. Người Ukraine sử dụng UAV trinh sát trong mọi điều kiện thời tiết có tên Shark, rồi kết hợp với hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS nhằm bù đắp lại sự thiếu hụt đạn dược và các loại hỏa tiễn tầm xa. UAV trinh sát này đã chứng tỏ khả năng của mình trong nhiều trường hợp và được công nhận là đủ tin cậy để hỗ trợ một trong những đơn vị chiến đấu có giá trị nhất trong lực lượng vũ trang Ukraine. Ví dụ vào cuối tháng 2 năm 2024, một High Mars đã tấn công một khu huấn luyện của Nga ở miền Nam Ukraine, khiến hàng chục quân nhân Nga thuộc lữ đoàn thủy quân lục chiến số 810 và trung đoàn pháo binh tự hành số 81 bị tiêu diệt tại chỗ. Điều chỉnh hỏa lực cũng là chiếc sát UAV nó đang lãng phản phía trên mục tiêu. Mặc dù cơ sở như vậy có lẽ được bảo vệ bởi các thiết bị phòng không và tác chiến điện tử mạnh mẽ. Sức mạnh tổng hợp của UAV trinh sát do Ukraine sản xuất trong nước và hệ thống hỏa tiễn do Hoa Kỳ sản xuất đã trở thành phong cách đặc trưng của pháo binh Ukraine. Hoa Kỳ đã ngừng cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine trong vài tháng nay. Bất kỳ hỏa tiễn GMLRS nào do HIMARS bắn đều cực kỳ có giá trị, và việc chi tiêu cho nó phải chắc chắn tiêu diệt được mục tiêu. Điều đó phần lớn phụ thuộc vào chất lượng trinh sát, đó là phát hiện mục tiêu, xác nhận, khả năng quan sát cận cảnh trong điều kiện bất lợi, vân vân. Nhà phát triển UAV Shark của Ukraine trước đó đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không ngừng cải tiến thiết bị của họ để theo kịp các điều kiện thay đổi liên tục trên chiến trường và bảo đảm Shark có khả năng chống lại mọi sự can thiệp. Vì mục đích đó, họ đã thu thập dữ liệu ngay cả từ các bình luận trên mạng xã hội. Thưa quý vị, Iran cảnh báo Nga về khả năng tiến hành một cuộc chiến dịch khủng bố lớn trên lãnh thổ nước này trước vụ tấn công khủng bố tại tòa thị chính Crocus. Một nguồn tin của ấn phẩm cho biết vài ngày trước vụ tấn công ở Nga, Tehran đã chia sẻ với Moscow thông tin về một vụ tấn công khủng bố lớn có thể xảy ra ở Nga. Thông tin này thu được trong quá trình thẩm vấn những người bị bắt liên quan đến vụ nổ chết người ở Iran nguồn tin thứ hai của tờ báo cho biết thông tin mà tehran cung cấp cho moscow về việc chuẩn bị tấn công không bao gồm các chi tiết cụ thể về thời gian cũng như mục tiêu chính xác đồng thời một quan chức an ninh cấp cao cho biết vì iran là nạn nhân của các vụ tấn công khủng bố trong nhiều năm nên chính quyền iran đã hoàn thành nghĩa vụ thông báo cho moscow dựa trên thông tin nhận được từ những kẻ khủng bố bị bắt giữ vào tháng 1, Bộ Tình báo Iran cho biết họ đã bắt giữ 35 người liên quan đến vụ đánh bom kép ngày 3 tháng 1 ở thành phố Kerman, phía đông nam, khiến khoảng 100 người thiệt mạng. Vào ngày 19 tháng 1, cơ quan này cho biết họ đã bắt giữ một trong những chỉ huy của ISIS Khorasan, chi nhánh của nhà nước Hồi giáo có trụ sở tại Afghanistan. Nhà nước Hồi giáo đã tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ nổ ở Iran, vụ đẫm máu nhất kể từ cách mạng Hồi giáo năm 1979. Các nguồn tin tình báo Hoa Kỳ cho rằng ISISK đã thực hiện các vụ tấn công ngày 3 tháng 1 ở Iran và vụ xả súng ngày 22 tháng 3 ở Moscow. Thưa quý vị, theo Business Insider cho biết, nền kinh tế Nga hiện đang bị cô lập đến mức có ít lựa chọn ngoài đồng nhân dân tệ của Trung Quốc để dự trữ. Ngân hàng Trung ương Nga tuyên bố rằng họ nhận thấy khả năng dự trữ của mình bị hạn chế ngoại trừ đồng nhân dân tệ của trung quốc bởi vì các loại tiền tệ khác của các quốc gia không thân thiện với nga thậm chí còn kém ổn định và kém thanh khoản hơn đồng nhân dân tệ tỷ giá hối đoái của các loại tiền tệ này có đặc điểm là biến động cao thị trường có tính thanh khoản thấp và ở một số quốc gia như vậy có những hạn chế đối với sự di chuyển vốn đây là một trở ngại cho việc sử dụng chúng báo cáo của ngân hàng trung ương nga cho biết theo các nhà báo, sự phụ thuộc ngày càng tăng của Nga vào đồng dân dân tệ cho thấy nền kinh tế nước này đang ngày càng bị cô lập trong hệ thống tài chính và thương mại quốc tế. Đồng thời cũng chỉ ra rằng đồng dân dân tệ đang ngày càng cạnh tranh với đồng đô la Mỹ như một loại tiền tệ dự trữ và thương mại quốc tế. Trong nửa đầu năm 2023, Nga đã sử dụng đồng dân dân tệ của Trung Quốc để thanh toán 3 phần tư giao dịch thương mại với Trung Quốc và 1 phần tư giao dịch với các nước thứ ba. Tuy nhiên, Moscow đang ngày càng phải đối mặt với các lệnh trừng phạt gia tăng của phương Tây, đặc biệt là các lệnh trừng phạt thứ cấp đối với các công ty vẫn làm ăn với Nga. Thưa quý vị, sau khi phương Tây áp đặt lệnh cấm vận đối với dầu của Nga thì thị trường Ấn Độ đã trở thành một trong những thị trường chính của Nga. Tuy nhiên, các nhà cung cấp Nga đang gặp khó khăn tại đây. So với mức cao nhất của năm ngoái, thì việc nhập khẩu dầu từ Nga đã giảm 800.000 thùng mỗi ngày và dự kiến sẽ giảm nhiều hơn trong tương lai do các nhà máy lọc dầu Ấn Độ từ chối nhận nguyên liệu từ tàu chở dầu của Surf Conflot, vốn đang chịu lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Hơn nữa, người tiêu dùng Ấn Độ đã có một sự lựa chọn thay thế, đó là dầu của Hoa Kỳ. Thị trường Ấn Độ gần đây đã chứng kiến một lượng dầu từ Hoa Kỳ đổ vào, với nguồn cung từ Hoa Kỳ sang Ấn Độ đạt mức cao nhất trong gần một năm vào tháng 3. Nhìn chung, việc xuất khẩu dầu của Hoa Kỳ đã lập tới 5 kỷ lục mới hàng tháng kể từ khi phương Tây bắt đầu áp đặt các lệnh trừng phạt đối với dầu của Nga để đáp trả cuộc xâm lược của Nga và Ukraine. Nguồn cung tăng lên do thị trường châu Âu và châu Á đã biến Hoa Kỳ trở thành một trong những nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới. Gần đây, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã thông báo rằng các đồng minh của họ đã sẵn sàng tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với dầu Nga, đặc biệt các nước G7 đang thảo luận về khả năng giảm giá dầu của Nga. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi các bản tin khác từ biên tập viên Phạm Dương. Thưa quý vị, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Hoa Kỳ, viết tắt là USBP, mới đây đã xác nhận rằng một công dân của Trung Quốc đã bị bắt sau khi lái xe vào căn cứ thủy quân lục chiến ở California và từ chối rời đi. Cơ quan này cũng xác nhận người đàn ông Trung Quốc đã không ở Hoa Kỳ một cách hợp pháp. Giám đốc tuần tra của USBP là Gregory Bovino đã viết trên mạng xã hội X, mục đích và ý định đằng sau hành động của anh ta vẫn đang được điều tra. Theo Daily Mail, có hơn 100 trường hợp công dân Trung Quốc đã xâm nhập vào các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ trong vài năm qua. Bộ An ninh Nội địa cho biết, cơ quan này sẽ tiếp tục thực thi luật nhập cư của Hoa Kỳ, mở rộng các con đường hợp pháp, đồng thời tăng cường các biện pháp thực thi đối với những người vượt biên bất hợp pháp. Theo dữ liệu của CBP, chỉ trong 4 tháng của năm 2024, bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái, số người nhập cảnh bất hợp pháp từ Trung Quốc đã tăng lên tới gần 19.000 người, trong khi đó con số cho cả năm 2023 chỉ là hơn 24.000 người. Nói cách khác, với tốc độ này, trong một tháng nữa, số lượng người Trung Quốc đến từ biên giới Tây Nam của Hoa Kỳ sẽ vượt qua số lượng của cả năm ngoái. Dữ liệu cho thấy, người Trung Quốc nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ đã có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất. Thưa quý vị, ông Alvin Craven, thủ hiến của bang Delhi và là đối thủ nặng ký của thủ tướng Narendra Modi vừa bị tống giam thêm 2 tuần ông đã bị cảnh sát bắt giữ trong một cuộc đột kích vào khuya ngày 21 tháng 3 sau khi ông đã bỏ qua 9 lệnh triệu tập của ban giám đốc thực thi. Cơ quan điều tra tội phạm và được kiểm soát bởi chính phủ của ông Modi đã buộc tội ông Kerivan vì đã nhận hối lộ 1 tỷ rupee, khoảng 12 triệu đô la Mỹ. Việc bắt giữ ông Kerivan đã bị các nhà lãnh đạo của phe đối lập chỉ trích là một hành động trả thù chính trị của ông Modi trước cuộc bầu cử diễn ra từ ngày 19 tháng 4 và sẽ quyết định liệu ông Modi có giành được thêm nhiệm kỳ thủ tướng thứ ba hay không. Đảng Ayam Adi của ông Karivan là một phần của liên minh đối lập rộng rãi có tên là Ấn Độ là đối thủ chính của đảng Bharatiya Janata của ông Modi. Những người ủng hộ AIP đã tổ chức các cuộc biểu tình phản đối việc bắt giữ nhà lãnh đạo của họ ở Delhi và một số thành phố ở miền Bắc Ấn Độ khi xuất hiện trước tòa vào hôm 1 tháng 4 ông Kerry đã gọi việc bắt giữ mình là một âm mưu chính trị và nhấn mạnh rằng chưa có bằng chứng nào mà tòa án đã kết tội ông về tội tham nhũng, mặc dù các cơ quan liên bang đã đệ trình nhiều bản cáo buộc dài hàng nghìn trang chống lại ông. Thưa quý vị, cựu Tổng thống Donald Trump đã được một công ty bảo hiểm bảo lãnh khoản phạt 175 triệu đô la Mỹ, ngăn khả năng ông bị tịch thu tài sản trong lúc kháng cáo vụ kiện ở New York công ty bảo hiểm Knight Specialty đã nộp khoản tiền bảo lãnh cho cựu Tổng thống Hoa Kỳ trong vụ kiện dân sự ở bang New York sau khi thẩm phán tòa phúc thẩm vào tuần trước đã phán quyết ông Trump có 10 ngày để nộp số tiền này. Tài liệu của tòa án vào ngày 1 tháng 4 đã cho hay. Với việc cựu Tổng thống đã nộp tiền bảo lãnh, Tổng trưởng lý của New York là Leticia James hiện không thể tịch thu 464 triệu đô la Mỹ mà ông bị phạt. Phán quyết cấm các hoạt động kinh doanh của ông Trump ở New York cũng bị vô hiệu hóa. Alina Habba, luật sư của ông Trump vào hôm 1 tháng 4 đã cho biết, cựu Tổng thống sẽ được minh oan sau khi kháng cáo. Như đã hứa, cựu Tổng thống Donald Trump đã nộp tiền. Ông mong muốn được minh oan và lật lại phán quyết bất công này, Habba cho hay. Ông Trump, hiện 77 tuổi, đang bị hàng loạt các vấn đề pháp lý bủa vây. Tuy nhiên, ông vẫn nhận được sự ủng hộ từ đa số Đảng Cộng hòa và sẽ trở thành ứng viên đại diện đảng trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 sắp tới đây. Theo ước tính của Forbes vào ngày mùng 1 tháng 4, ông sở hữu khối tài sản 5,7 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng của Syria cho biết các phi cơ quân sự của Israel vào tối ngày mùng 1 tháng 4 đã phóng hỏa tiễn từ Cao nguyên Golan vào thủ đô Damascus đánh trúng tòa nhà lãnh sự thuộc khu vực đại sứ quán iran trong quận mezes phòng không của syria đã sử dụng các hệ thống của nga không thể đánh chặn khiến tòa nhà bị phá hủy hoàn toàn và mọi người bên trong đều thiệt mạng lực lượng vệ binh cách mạng iran cho biết bảy sĩ quan đã thiệt mạng trong đó có hai tướng cao cấp chuẩn tướng Mohammad Zera Zahedi, chỉ huy cấp cao của lực lượng Quds và chuẩn tướng Mohammad Hadi Haja Rahimi, cấp phó của ông, được nêu tên trong số những người thiệt mạng. Truyền thông nhà nước Iran cho rằng vụ tập kích chủ yếu là nhắm mục tiêu vào tướng Zahedi. Đài Al-Alam của Iran đã chỉ mô tả ông Zahedi là cố vấn quân sự tại Syria, từng lãnh đạo hoạt động ở Lebanon và Syria cho IRGC trước năm 2016 cuộc tấn công vào hôm thứ Hai sẽ được coi là một sự leo thang nghiêm trọng trong cuộc chiến tại Trung Đông. Đại sứ Iran là Hossein Akbari cho biết các chiến đấu cơ F-35 của Israel đã nhắm vào nơi ở của ông và khu lãnh sự của đại sứ quán cùng với các tùy viên quân sự của Iran. Tướng Jahedi là một trong những nhân vật cao cấp nhất của Iran, được cho là đã bị Israel giết chết trong chiến dịch ám sát có chủ đích. Đại sứ Akbari đã cảnh báo Iran sẽ đáp trả quyết liệt vụ tấn công này. Ông cáo buộc Israel đã xem thường luật pháp quốc tế và sẵn sàng làm mọi cách để đạt mục đích riêng của mình. Cảm ơn biên tập viên Phạm Dương. Kính thưa quý vị, bản tin trưa nay đến đây xin được phép tạm dừng. Y Ngọc hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.